Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, Honda CR-V ra mắt bản đặc biệt màu đen bóng. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Có mặt ở tại thị trường vào ngày 19 tháng 6, Honda CR-V Black Edition sở hữu kiểu dáng hầm hố nhờ bộ la răng sơn đen 18 inch, đèn pha và đèn hậu màu khói, lưới tản nhiệt sơn đen với thanh chrome sáng bóng. Các chi tiết đèn sương mù, nẹp hông và cửa cốp đều được sử dụng đường viền trang trí chrome. Nhãn hiệu riêng Black Edition xuất hiện tại nhiều vị trí trên xe. Khoang lái Honda CR-V Black Edition được bọc da thật với logo Black Edition, ốp cửa, tay nắm cửa và bảng táp lô đều màu đen. Honda CR-V Black Edition sở hữu khối động cơ xăng tăng áp 1.5 lít VTEC 4 xi lanh hoặc khối động cơ 2 bớt, động cơ 2.0 lít kết hợp với hai motor điện. Trang bị nâng cấp gồm đèn báo rẽ tuần tự, vô lăng sưởi, nhiều tùy chọn chất liệu nội thất. Honda CR-V Black Edition giá khởi điểm là 35.300 USD ở tại thị trường Nhật Bản cho bản 5 chỗ, động cơ 1.5 lít và dẫn động cầu trước. Bản 2 bớt Honda CR-V Black Edition có giá từ 40.600 USD với dẫn động AVKD. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.